Thưa quý vị, với vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Khương luôn lắng nghe, quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị, những vấn đề cử tri quan tâm. Từ đó củng cố niềm tin của cử tri, nhân dân đối với sự điều hành của chính quyền, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trước đây, tuyến tỉnh lộ 456 qua địa bàn xã Nậm Lư xuống cấp nghiêm trọng. Việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, nhất là mong muốn của cử tri đã được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện lắng nghe, chuyển tới các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện xem xét giải quyết. Đến tháng 8 vừa qua, tuyến đường đã hoàn thành việc mở rộng, giải nhựa áp phan. Có đường mới rồi thì cũng là cảm ơn Đảng, Nhà nước, làng bản cũng rất là đẹp. Bà con làm được hàng hóa thì vận chuyển đi bán cũng thuận tiện, bà con đi lại cũng thuận tiện. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, hoạt động đối thoại, tiếp xúc cử tri trên địa bàn được Hội đồng Nhân dân huyện Mường Khương quan tâm triển khai. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành 124 cuộc tiếp xúc với trên 12.000 lượt cử tri, ghi nhận khoảng 1.000 ý kiến kiến nghị, tập trung chủ yếu vào các nội dung như đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, nhà văn hóa, điện chiếu sáng, giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được chính quyền, ngành chuyên môn trả lời và giải quyết. Bản thân tôi xác định rõ trách nhiệm trong việc truyền tải các ý kiến kiến nghị của cử tri đến với các cơ quan chức năng, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khảo sát cụ thể ý kiến và tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến kiến nghị của cử tri truyền tải tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hội đồng Nhân dân huyện cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mường Khương đã thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như là tiếp thu ý kiến kiến nghị và đôn đốc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, tập trung một số các cái lĩnh vực mà cử tri rất là quan tâm như xóa nhà tạm cho người có công, cho xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Khương và từng vị đại biểu luôn chủ động gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là với những vấn đề bức xúc, kéo dài, tác động trực tiếp tới đời sống, để kiến nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết kịp thời, thấu đáo, củng cố niềm tin của cử tri với chính quyền các cấp, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.